tích cực nhất để làm lễ khôi thôi cũng như tổ chức sinh nhật cho một tuổi cho cháu. Thì cũng có một chút tiệc nhỏ mà cũng rất là cảm ơn mọi người đã đến dự. Vâng, hôm nay thì tiệc là tiệc buffet nên là cũng phải nói trước là cũng là mọi người phải tự ra lấy đồ ăn và quay về bàn của mình. Vâng, xin cảm ơn mọi người. Gia đình cháu Cường có một thành viên mới rất là chăm ngoan và chúc mọi sự tốt lành đến với cháu.